ơi, xịt để thôi mũi cắn con ơi. Máy chạy. Ở ngoài đây mũi dữ lắm á. Trời ơi. Rồi, hôm nay mẹ sẽ gọi đầu cho TG nha. Hôm nay mình gọi đầu ở ngoài trời cho nó yêu thiên nhiên nha. Kệ nó không sao đâu, kệ nó đi. Rồi, cái này để đây, lát qua lấy ra ấy thôi. Wow. Ok. Cha, rớt rồi. Rồi. Gờ. Thôi gờ lại phụ mẹ đi, gờ phụ mẹ gọi đầu cho ba đây nè. Nằm rồi. Đây đi mẹ gọi. Ủa? Gọi đầu cho ba hả? Ba tóc đầu gọi. Thì gọi thử đi, thí điểm đi, gờ rồi rửa mặt đồ các kiểu. Rồi ok. Thôi hai mẹ con gọi cho ba đi. Không, trải nghiệm cái này. Biết sao không? Cái này. Trải nghiệm cái này mai mốt mình đi làm xâm linh đó. Ôi sao nó cùng kinh chuyện gì? Xích xuống. Xích xuống. Xích xuống, xích cái đít xuống. Ừ rồi nằm xuống. Cái lưng dài quá. Mai mốt mình ủa cái ghế. Cái này chịu được 100 kg mà. Vậy hả? Ôi ba cũng mới có 80 chứ mấy. Rồi. Mai mốt mượn chị Dân cái này để mình đi, nếu mình đi xâm linh bán nước mà bán nước ế quá cái mình rồi, cậu không? Hoặc là mình bán nước mát Sài Gòn xong cái mình gợi ý là bà con mình định bán mua nước mát Sài Gòn gội đầu miễn phí đó. Ok không? Rồi bây giờ bắt đầu nằm xuống đi, đừng có xích lên nữa. Cái đây. Đầu nó nằm ngay đây mà, xích xuống đó. Rồi. Ù đã người ta, êm người ta, trời ơi. À, mời quý khách chọn nhiều gọi ạ. Trời view này hơi đẹp nha, mà hơi thúi mùi cứt mèo nghe. Ủa, nãy giờ đâu nghe mùi đâu. Trời ơi, sao ngồi nghe mùi cước mèo không trời. Tay gờ, khách nghe mùi cước mèo rồi tay gờ. View này rất lãng mạn. Rồi, gờ phụ mẹ đi nha. Lại bịt mũi khách cho mẹ. Này, đứng qua đây nào, đứng qua đây. Đứng qua đây. Ở chừng con đi dốc té à nghe. Ngồi đó, bịt mũi khách lại. Cho đỡ nghe mùi. Để quay cái quạt qua một chút coi. À chà, áo. Rồi quý khách ơi, mình có mấy loại dòng gọi nè, quý khách chọn dòng gọi nào ạ? À, cái này là dành cho trẻ em bé nhỏ, không gây kích ứng. Dạ. Cái này mình dành cho cả gia đình, tấm gọi 2.1. Ok. Cái này là Baby Tiger nè, của con nè. À đó. Cô G nè, lát G gọi này nha. Dạ. Con này wow. Là 3.1, tấm gọi rửa mặt luôn. Dạ, cái này gọi cho cả gia đình Amar. 2.1, còn cái này là cái này 3.1 nè, cái này của ba nè. Ba muốn gọi nào hay đi gọi này? Cho ba gọi cái chai 3.1 đi, cái dao này rồi. Hay ba gọi cái đó. Thử không? Mềm mượt của ba đó. Ủa dung dịch này, dung dịch vệ sinh dành cho nam nha mọi nha cả nhà mình. Mà nếu mà dung dịch vệ sinh mà dành cho nam. Tức là mình gọi ở trên phải không? Cái này là mình gọi ở dưới khu vực dưới này nè. Buồn ghê, mất tóc luôn á. Mà cái này mà gội được ở dưới mà sạch sẽ thì nếu mà nó xịt lên trên càng tốt chứ có sao đâu, thử luôn đi. Thôi. Thôi ông ơi. Trời ơi, với tôi với mình có gì đâu. Không mà sợ nó sát khuẩn á. Nó sát khuẩn nó làm mình rác á. Biết có làm mặt không biết khác. Có lên chút đi. 3.1. Lên đi xíu thôi, xíu thôi rồi. Rồi, cái này 3.1 là nó có đúng không? Dạ đúng. Là vừa tắm này, vừa gội xạ này, vừa rửa mặt mà. Dạ đúng rồi. Không, cái này bữa ba xài rồi, rửa đã lắm, rửa mặt đã lắm. Tắm cũng đã nữa. Thì ngày nào ba chả xài. Rồi. Nhưng mà khác là bữa nay là có người. Mà mấy bữa thì không có gọi. Không có biết cảm giác có người gọi đầu. Đó là cái này mà dặn mà. Cái tay có xà bông sao dặn. Kệ nó đi. Rồi trời, xém vô lấy cái chai này rồi. Rồi có nhiều chai nhiều đi. Dạ đây. Trời, thấy con chim nó bay bay kia thấy sợ quá. Thôi tương chim. Nó phẹt một cái ngay lỗ mũi. Cái này là gọi đầu ngoài thiên nhiên, gọi là yêu thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên. Dạ, đúng rồi, sản phẩm này có nguồn gốc từ thiên nhiên cho nên mình phải gọi đầu ngoài thiên ôi, nhiên. Ôi thơm quá, mới gọi thấy thơm quá. Trời ơi. Ờ thấy gờ gờ tóc đứng. Tóc ơi là tóc vậy, nhưng tôi gọi chân mày quá. À, mấy chú chụp sao mà có gờ luôn nha, gờ phụ mẹ. Giờ nha. Không có tóc mẹ gọi chân mày với ba được không? Được. Có mẹ... cái chỗ này là nhiều lông nhất nè. Mà chân mày nó cũng rụng gần hết. Laguna 3.1 tắm gội rửa mặt. Tức ghê, không có tóc. Sản phẩm cho mọi người đàn ông. Nam tính. Nam tính. Gờ ơi, gờ gọi không? Dạ. Dạ. Rồi, gờ... massage cho ba đi. Massage bụng cho ba đi. Mình khuyến mãi thêm cái massage bụng đi. Ồ.
Chà, cái show này chắc hơi tốn rồi nha. Show gì? Tiền dầu gội không nhiều mà tốn thì chắc tốn là tốn cái tiền tiếp đó nha. Ô, cái này đẩy ra được nè. Thì đẩy ra cái đó để gác chân mà. Để mày đang ba kìa. Đây nè, mày đang gọi đồ cho. Đồ, ba nè. Đã quá, phê tính quá. Cái đầu ba nó cũng dơ dữ lắm á. Phê quá, phê quá. Vô cận chút này chú gì đó, vô cái mặt đen tay mê này chú gì đó. Ôi, đã quá. Thôi con muốn gọi đầu giống ba không? Có thích không? Rồi gọi một lát ba ẩm lên cho, ba gọi cho gờ cho. Ha. À. Ba gọi gờ chứ gờ khóc thét. Không dám đâu, đừng có giỡn. Ba chưa có gội đầu với massage đó chứ ba mà làm rồi là cái gì. Dạ, dầu gội sữa tắm 3 trong 1 Laguna nha bà con mình ơi. Dạ. Thôi thơm quá mẹ. Thơm à. Thơm không Tây Gò? Rất là thơm luôn. Ủa, Tây Gò hủi thơm quá kìa. Mà bọt quá trời, thơm không? Dạ thơm. Hồi nó thơm nó bịt mũi cái là nghỉ bán luôn. Trẻ em ấy mà. Cái chính là chứ giới thiệu với bà con là sản phẩm nào mà Coleman với lại Phạm Thị Dân mà xài là đều mà sản xuất là mình phải xài. Dạ. Xài cho cả gia đình chứ bán không phải mình. Bán cho bà con là mình cũng phải xài dữ lắm. Dạ. Rồi mình mới bắt đầu mình sản xuất để bán. Dạ. Giá bình dân, giá cao cấp một chút xíu là đều phải xài hết. Dạ, cái này đính chính là cái này là cái giòi của xịt tưới cây. Chưa có sắm cái giòi để gội đầu. À. Đã không? Rồi không? Cái này gọi là xong cái chiêu rửa lỗ tai. Ê đừng có nghiêng quá. Đang rửa lỗ tai nghiêng qua cho nước nó vô à. Thôi bà con mình ai đăng ký gội đầu miễn phí ngoài trời. Gội đầu miễn phí 1000 sao nha. Người ta gội đầu 5 sao này là gội đầu dịch vụ gội đầu 1000 sao. Rồi quay qua đây. Phê không? Phê không? Lấy nhớ bo nha ông chủ. Ủa cái này mẹ xài đang xài cái chai mà dung tích 350 hay là chai 650 vậy? Mẹ lấy cái chai nhỏ. À. Có chai lớn á? Có chai lớn. Gọi thêm nước nữa đi. Có chứ. Gọi thêm nước chai lớn. Ờ, rửa mặt nè. Bây giờ lát lấy rửa mặt chai lớn rồi. Thì đó. Bữa nay làm cái này đi rồi vài bữa mình làm tiếp cái Ama. Tắm gội 2 trong 1 Ama dành cho cả gia đình. Cái đầu xịt xịn xò ha. Cái đầu rất là to. Bóng chưa? Sắp bóng rồi, rửa mặt nữa mới bóng. Đây, chỉ cần một cái này thôi là đủ rửa mặt. Mà gọi luôn cả cái đầu nữa. Tại vì bạn này không có tóc. Bọt nhiều không mà? Nhiều, có tóc thì nó sẽ nhiều bọt hơn. Tại bạn không có tóc á, nên nó đâu có ra bọt đâu. Mẹ ơi. Ơi. Ôi thơm quá. Ừ, thơm quá rồi ơi. Rác nữa là xong ấy xong rồi. Mẹ ơi. Ừ. Mẹ nè. Đừng ai hung tôi nha, sau khi thấy tôi thơm quá, đè tôi ra hung hoài. Mẹ ơi. Ừ, rửa mặt cho ba nè, con rửa mặt không? Trời, nghe cái tiếng nước nó xịt giống như đang tưới cây. À, cái giòi nước tưới cây của ông ngoại lấy ra phá. Kệ nó lâu phá nha. Không đã nha mẹ. Rồi. Đi đúng không? Mày mốt cho mày mua cái gì mà cao su á cho gờ nó tắm đây cái xong ấy. Ở đây mình gọi vừa gọi đầu vừa tắm vô nè. Mày chơi mà của ngoài mày tắm cho ba. Mày gọi cho ba lấy mày tắm cho ba. Ôi đã quá. Cứ nằm tay mẹ đi. Nói chung em cũng có nghề đó quý bà con cô bác cho nên là mọi người yên tâm khi mà đăng ký gọi tao. Gọi đầu với cô Vân nha. Yeah. Không có sợ uống nước nha. À, mọi người cứ nhắn tên lên nha, nhắn comment lên nha. Hoặc là liên hệ với trợ lý Miri 0933 755 543 để đặt hàng. Hoặc là book lịch gọi luôn. Hồi xưa là cô Vân đã từng mở một cái tiệm ấy lông mày đúng không mẹ? Dạ không, spa. Spa làm gì á? Beauty. À,
tức một tập những cái dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Nhưng mà anh em và nữ. Nhưng mà làm được có một thời gian anh dẹp mà. Dạ. Đóng trước dịch. Lý do sao? Dạ sợ dịch quá đóng. biết trước có dịch thì đóng. Biết trước có dịch cho nên đóng trước. Thì cuối cùng bả hay tôi. Tôi có dịch tôi vẫn cày cho nên giờ tôi mới banh chành về. Dạ rồi bây giờ em sẽ rửa mặt. Ồ nó mát quá. Nó có cảm giác nó hơi mát mát the the luôn á. Ừ. Đúng rồi, cái này nó hơi mát. Dạ cái này dành cho nam nha, mà nữ chắc cũng xài được á. Nghe cái mùi nó đâu có bị quá nam tính đâu. Dạ đúng rồi. Mùi nước hoa. Trời cái giò này như nó hơi bén đó nha. Đau quá. Tại vì cái giò này là cái giò tưới cây. Cảm giác nó có đầu sắt hay gì, nó cà cà anh đầu nó ghê quá. Cái đầu tay đầu nhựa ông ơi. Sắt luôn rồi sắt. Em mẹ sợ xịt mạnh quá nó ướt áo ra nè. Lát lên tay áo. Trời cái này. Để mẹ mà cái ghế này nhiêu tiền mẹ? Cái ghế này 1 triệu. Mua ghế này giờ bán luôn đi. Cái gì trời. Ủa thiệt mà, cho mấy nhiều khi cái mấy chị mua về nhà gội đầu cho mình tự gội hay gia đình mình gội gia đình cũng hay bộ ha. Cái này chắc có bán trên Shopee. Có bán trên Shopee. Shopee giờ gì cũng có bán. Ủa bữa nào đi xa lại đi xem lên nước mát Sài Gòn mấy cái chợ. Mang theo mấy cái này đi bán vui chết luôn, đi là đi được gội đầu miễn phí. Mua thùng nước gội đầu miễn phí. Trời ơi, cái job đầu tiên của tôi mà tôi nhận cho một cái vị khách không có tóc. Thật là đau đớn. Đừng có mở mắt nha. Đừng có lau mặt. Trời ơi, gọi mà tới nỗi mà trời tối luôn rồi đó. Bà con mình ủng hộ cho Phạm Thùy Vân để làm lại các nội dung YouTube nè, trong đó là nấu ăn nè, các nội dung như nấu ăn nè, làm đẹp nè, hoặc là những cái nội dung gia đình về vui đúng không ạ? Dạ. Bây giờ chúng bắt đầu đi học lại, đi học rồi cho nên là. Dạ rồi. Ok. Và đừng quên theo dõi page fanpage Phạm Thùy Vân Colomen. Livestream. Trời ơi. Ám sát khách. Sao được không quý khách? Đó. Trả tiền luôn nè. Trả tiền để em sắm cái vòi sen rồi chứ cái vòi này làm đau quá. Ồ, chết trả tiền bỏ trong quần dài. Ủa gì kỳ vậy? Dạ nhiêu, nhiêu lát lên trả nè. Dạ, thường á có tóc thì em gọi là 500 ngàn á. Em 500 ngàn dữ vậy. Còn không có tóc thì em gọi 600. Trời, mấy tiệm kia là như mấy nữ gọi là trẻ măng luôn. Ủa thì em cũng trẻ mà anh sao vậy? Em cũng trẻ măng mà. Em là búp măng non đó. Đúng rồi. Búp măng non đó. Búp măng non mà có ba nháy. Ôi. Cái mặt láng o. Ôi thiệt chứ. Ôi mà. Ồ đã rồi đã. Đeo kiếm chút để đỡ thăm quần chút. Cái đầu mượt lắm. Ôi mẹ. Bà có ý này không? Nha. Không cái này thì quá ok rồi. Chắc mà ai xài thì sẽ thích thôi. Chắc chắn là các anh nam mà mình xài này sẽ thích. Đó cái này là già xài cho phần trên. Còn phần dưới đưa quảng cáo luôn cho. Dạ đây ạ. Anh có muốn em làm thêm lần nữa không? Không cái này nó không được. Đây cái này là cái sản phẩm dung. Cái này là ở trên. Cái phần nãy là ở trên. Còn phần này ở dưới nha. Một chai chỉ có 100 cành thôi. Vâng. Gọn bưng luôn. Dạ. Dung dịch vệ sinh dành cho nam và mình đã xài rồi, mình mới bắt đầu xài một tuần lễ. Rồi xài luôn, ngày nào cũng ghiền xài luôn. Dạ. Rất là tốt, rất là xịn luôn. Mềm mịn, mát, mượt. Thì đó em cũng định xài cho anh. Dạ, thơm, nó thơm lắm, nó thơm hơn cái này luôn. Thơm dã man lắm, thơm mà nó kêu thì anh ra gọi đầu cho. Sát khuẩn luôn rồi kêu. Thì anh chưa gọi đầu. Ok. Dạ thôi giờ tới phiên thì anh ơi ra đây mày gọi bé Thùy Anh ba xong rồi. Ủa Thùy Anh mày tính gọi bằng cái gì mẹ? Thì gọi bằng cái đó luôn. Gọi bằng nam của nam luôn hả?
Ừ, hoặc là chơi gia đình á. Ừ. Đây mày gọi luôn. Dạ thôi giờ các xin tạm biệt cái clip này nha, các làm clip khác nha. Rồi, dạ xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại quý khán giả với cái clip dầu ạ. Gọi đầu không? Là cô Vân. Ra đây mẹ gọi đầu cho ba. Thì sẽ gọi cho bé bé Thùy Anh. Gọi đầu nè ba đi. Dạ, gọi bé Thùy Anh bằng một cái sản phẩm khác, đó là sản phẩm Ama 2 trong 1. Ô G hả, tới bên G rồi. Dạ xin chào tạm biệt nha. Dạ. Chưa gọi đầu đi.